Công Phượng không được. Tiến Linh. Pha phạm lỗi của cầu thủ mới vào sân Tống Anh Thì. Ngay sau pha chênh chấm có lỗi của Tống Anh Tử, mọi chuyện đã trở nên tương đối nóng trên sân. Đây là lúc mà các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chơi trong một tâm trạng có thể nói là căng cứng. Đúng là lỗi của Tống Anh Tỷ. Ngay sau đó thì Công Phượng cũng đã băng vào. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân lúc này như những thùng thuốc súng, chờ được châm ngòi. Đáng tiếc không phải là châm ngòi để có một lối chơi thật sự cuốn hút hơn, hiệu quả hơn, mà lại là một sự chờ châm ngòi để bùng nổ sự nóng nảy. Cảnh mặc dù đã rời sân nhưng vẫn sẽ phải nhận thêm một chiếc thẻ vàng. Trận đấu sẽ tiếp tục với quả phạt dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Quả treo bóng của Công Phượng. Đường chuyền quá sâu. Diakite. Hữu Tuấn. Sâm Công Đức. Công Phượng. Hàng thủ của BKB Bình Dương vẫn đang tạo ra một chiều sâu có thể nói là không hề đơn giản để xâm nhập. Và phạm lỗi vừa rồi là của Hồ Tấn Tài. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.